những bạn trẻ như mình, thuộc thế hệ Z như mình đó, thì mọi người tốt nhất là vẫn cứ thích cái công việc của mình thì hãy làm cho nó một cách trọn vẹn. Xin chào mừng mọi người đang quay trở lại với số podcast thứ 11 của Gen Z Việt. Ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ có một vị khách mời rất là quen thuộc. Đó chính là Gà Tổng, leader reviewer của Gen Z Việt. Bây giờ thì xin mời Gà Tổng cùng giới thiệu với mọi người một xíu về bản thân mình nha. Ok, chào mọi người trên số podcast của Gen Z Việt. Nghe lạ nhỉ, nghe nó không quen lắm, nhưng mà nói chung thì mình cũng sẽ giới thiệu một chút nếu như bạn nào chưa biết về mình. Thì nickname của mình hoạt động trong ngành reviewer thì mình là Gà Tổng, và hiện tại mình đang là một reviewer, một manager và cũng là một tiktoker chuyên sản xuất những cái nội dung liên quan về công nghệ, điển hình là về công việc review. Vậy thì cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn trao đổi với Gà Tổng thì chắc là mình sẽ xưng tên thiệt của Gà nha, là Hoàng Dũng. Tại sao lại lấy cái tên là Gà Tổng, và Gà có thể là giải thích một xíu về cái tên Gà đặc biệt này không? Ok. Cái tên Gà Tổng thì mình không nhớ rõ là nó có từ chính xác là từ thời gian nào, nhưng mà cái tên Gà thì mình nhớ rất rõ là mình có từ lúc mà mình học cấp 3. Thì thật ra cái câu chuyện để mình có được cái chữ Gà trong cái tên của mình á, thì nó khá là ngẫu nhiên. Đó là vào một buổi học sinh học, tiết sinh học, thì ngủ trưa, mình ngủ tại trường. Thì sau đó lúc mà mình ngủ dậy á, thì đầu của mình nó xù lên như kiểu là cái màu gà ấy. Ở sau đó tiết sinh là tiết đầu tiên, và cô của mình nhìn thấy cái đầu của mình là ấn tượng nhất trong lớp. Cái thằng đầu gà kia lên giải bài, mình cũng không biết là mình luôn, cho đến khi cô đọc tên của mình thì mình mới biết. Và sau cái tiết sinh đó thì mọi người trong lớp cũng hay gọi mình là gà. Nhưng mà nhiều nhất là có một bạn nữ gọi mình, cứ gọi với cái nickname đó. Thì sau đó mình thấy thích, ý là mình thích cái nickname đó, rồi sau đó mình lấy cái nickname đó là Gà luôn. Nghe đó, rồi cái rất là dễ thương. Nghe cũng dễ thương ấy. Rồi sau đó là Gà Tổng. Thì sau này khi mà mình hoạt động trong cái công việc làm review khá là lâu, mình có một đội ngũ riêng, mình có những anh em xung quanh mình, và mình cũng đang là một manager và điều phối những cái công việc ở trong team nữa. Thì mình nghĩ là chữ Tổng nó sẽ khá là hợp với mình. Mà thật ra cái chữ Tổng này và kết hợp với chữ Gà, nó ra chữ Gà Tổng á, thì mình được một người anh đặt cho mình. Và sau đó mình thấy nó khá là hay và nó khá là phù hợp. Ý là nó sẽ hiển thị rất là rõ cái việc mà vị trí leader của Gà ở hiện tại. Một phần thôi. Với lại kiểu mình cũng thích một cái gì đó nó bao quát hơn. Nó kiểu... chỉ tay không phải chỉ tay ông ngói mình, đó là mình nói kiểu vậy. Ok, vậy thì có thông tin nói rằng là Gà đã ra ngoài đời và mưu sinh rất là sớm, từ năm lớp 9 lận. Vậy thì có một cái lý do đặc biệt nào mà tại sao Gà phải ra ngoài đời và kiếm tiền sớm đến như vậy? Cho tôi hỏi là thông tin này từ đâu đấy ạ? Theo thông tin mật đó. Thông tin mật à? Nhưng mà thực chất trước khi mà mình tìm đến công việc review thì mình có một cái chút biến cố. Thì mình là một đứa khá là mê game. Mình rất mê game luôn, thật sự là mình mê ở cái mức độ mà mình muốn làm một game thủ chuyên nghiệp luôn, chứ không đơn thuần là một đứa chơi game bình thường. Mình có làm livestream và mình tự stream game của mình. Và kết quả sau 1-2 tháng stream liên tục á, thì từ con số 0 người xem thì mình đã có được khoảng 5-7 người xem. Đó, thì cũng gọi là có chút cố gắng. Thì sau khi mà mình stream game xong á, thì mình thấy là mình đánh cũng hay thế này mà không có người xem. Thì thôi, mình quyết định là mình đi... tìm những cái giải phòng net để mình cày những cái giải phòng net đó, và mình tìm cho mình những cái vị trí quan trọng. Tại vì lúc đó mình nghe bảo là những cái đội ngũ game thủ chuyên nghiệp á, họ sẽ đi rà soát những cái người có tiềm năng từ những cái giải phòng net. Sau đó mình đi đánh những cái giải phòng net để cố gắng được giải nhất. Và mình cũng được khá là nhiều giải phòng net. Và sau đó là kết quả thì mình vẫn không được làm game thủ chuyên nghiệp. Thì sau đó là mình có quay trở lại học hành nó nghiêm túc hơn. Thì sau cái khoảng thời gian học hành nghiêm túc hơn đó, mình gặp tai nạn, mình bị gãy vai. Mình bị gãy vai rồi sau đó là mình không học năm đó nữa. Là mình bỏ luôn một năm không học, mình chỉ ở nhà thôi. Và trong một năm ở nhà đó, mình có cơ hội được bén duyên với làm review. Bởi vì mình được xem khá là nhiều những cái video review vào thời điểm đó của những anh chị làm review đi trước khác đó. Thì đó là những cái cảm hứng ban đầu của mình. Rồi sau đó mình mới suy nghĩ đến chuyện là kiếm tiền, chứ bản chất ban đầu là mình không phải là mưu sinh kiếm tiền từ lúc đó, mà mình đam mê nó trước. Mình làm nó, mình chỉ muốn làm thôi. Mình muốn theo cái đam mê đó. Đúng rồi, mình muốn theo cái đam mê đó để làm. Và sau đó là về sau thì mình có được những cái cơ hội lớn hơn, và mình được tiếp cận với những cái công việc nó, với những người làm chuyên nghiệp hơn. Thì lúc đó mình mới bắt đầu gọi là tập trung hơn vào cái việc kiếm tiền. Chính xác là cái thời điểm nào Gà trở thành một reviewer ha? Nói về thời điểm mà chính thức trở thành một reviewer thì nó cũng có một cái cột mốc khá là đáng nhớ. Thời điểm đó thì mình có tham gia một cuộc thi làm review do một đơn vị S tổ chức kết hợp với Samsung cũng là S luôn. Tên của nó mình có nhớ là cái cuộc thi đó tên là Dream Reviewer. Và sau đó mình có tham gia và mình cũng may mắn lọt trong top những người mà có video review hay. Hồi thời điểm đó mình thi là cái bài thi của mình nó trùng ý tưởng với một reviewer khác bây giờ cũng khá là nổi tiếng là Hải Chiều. Ý tưởng nó không hẳn là giống nhau 100%, nhưng mà ý là nó giống về sản phẩm mà cầm để review. Đó, thì mình có một cái cách khai thác nó hơi khác một chút so với người bạn đó. Thì do đó là mình không có được vào top 5, tức là người mà bên ban tổ chức đó họ tìm kiếm những reviewer cho bên họ. Đó, thì do đó là mình không đậu cái cuộc thi đó. Nhưng mà nhờ cái việc của mình không đậu cuộc thi đó thì mình lại có cơ hội để tiếp cận với những đơn vị làm tìm kiếm những cái reviewer khác. Như là mình có làm việc với những người Anh của mình trước đây. Sau khi mà mình làm việc với những người Anh của mình xong á, thì mình tiếp tục chuyển qua những cái công việc nó quan trọng hơn, như là mình kết hợp với những đơn vị họ có quy mô hơn. Và sau một cái thời gian mà mình làm review mà nó hơi có một cái mức độ nó chuyên nghiệp hơn một tí á, thì sau một khoảng thời gian đó mình cảm thấy là mình khá là chán công việc làm review. Nói chung là nó rơi vào cái giai đoạn giống như kiểu mình bị mất cảm hứng ấy. Mình bị mất cảm hứng, nhưng mà đó cũng là cái thời điểm mà mình chuẩn bị thi cấp 3 nữa. Nó rất là áp lực. Mà chưa kể cái công việc thời điểm đó nó cũng đang áp lực dần lên, tại vì mình đang làm chuyên nghiệp lên mà. Thì nghĩa là cả hai thứ nó đều đến với mình cùng một lúc và nó làm cho mình rất là stress. Và mình quyết định từ bỏ một trong hai, thì mình sẽ từ bỏ công việc làm review tạm thời. Thì sau kết quả thi cấp 3 thì mình cũng đã đỗ được đại học, vô trường mình mong muốn và đúng với cái nghề mà mình đang theo. Đó là quan hệ công chúng của trường đại học Văn Lang. Đấy. Thì sau đó mình quyết định quay lại làm review. Nhưng mà cái thời điểm mà mình quay lại làm review đó thì mình cảm thấy là mình đã bỏ đi một khoảng thời gian đủ lâu để mình không cập nhật thị trường công nghệ nữa. Và khi mình quay lại để nhìn lại cái thị trường công nghệ đó, nó rất là nhiều thứ thay đổi. Tại vì công nghệ mà nó thay đổi rất là nhanh. Khi mà mình bỏ khoảng tầm 3 hoặc là 4 tháng mình quay lại mình nhìn thôi là cũng cảm thấy là những cái update về sản phẩm, về thương hiệu hay là những cái biến đổi về thị trường nó cũng đã có thay đổi khá là nhiều rồi. Thì lúc đó mình cũng áp lực thêm và mình quyết định là mình không làm reviewer nữa và mình làm editor, mình làm một cameraman. Đó là một cái mình lùi về một công việc khác để mình thử nghiệm nó. Và mình cũng cảm thấy khá là thích nó. Nhưng mà suy cho cùng thì sau khi mình làm editor hay là cameraman này kia xong thì mình cảm thấy là làm review nó mới đúng là thứ mà mình đang theo đuổi hơn. Và từ đó mình tìm đến được với Gen Z. Mình tìm đến được với Gen Z. Và sau đó là mình cũng hợp tác với Gen Z và làm với mọi người. Có được những cái vị trí cao hơn tại đây và cũng như là làm tới tại bây giờ luôn. Hành trình đi tìm ước mơ của Gà có vẻ như là rất là gian truân luôn ha. Nhưng mà Gà cũng đã có những cái sự cố gắng và nỗ lực cho những cái công việc hiện tại. Và đã gắn bó với lại Gen Z Việt gần 4 năm rồi. Thì không biết là tại sao Gà lại có thể gắn bó ở một nơi lâu đến như vậy ha? Mình gắn bó với Gen Z nó không chỉ đơn giản là về công việc mà mình yêu thích. Tại vì mình coi Gen Z hay là những cái hệ thống kênh của Gen Z như là kênh YouTube hay là kênh TikTok của mình hay là của Gen Z hay là những cái kênh ở trong công ty thì nó còn là cái đứa con tinh thần của mình nữa. Đặc biệt là mình đã gọi là làm kênh YouTube Gen Z từ lúc mà mới thành lập tới giờ, thì do đó nó có rất là nhiều tâm huyết của mình trong đó. Mình đầu tư chất xám, thời gian, nói chung là mình cống hiến rất là nhiều thứ để mình cảm thấy nó là một phần của mình. Có phải là vì mình còn nhiều điều muốn làm nữa không? Thì đó, thì như cái câu chuyện mà mình có nói là gắn bó với nó lâu rồi như vậy bởi vì mình coi nó là một thứ rất là quan trọng. Nó là một phần của mình. Nếu như mình tách nó ra thì gần như là mình chẳng biết phải làm gì, mình chẳng biết phải đi về đâu, hay là mình chẳng biết mình sẽ là ai nữa. Gà cảm thấy sao khi mà nhiều bạn trẻ dạo gần đây thì rất là muốn trở thành một reviewer? Thật ra đấy không phải lần đầu mình nghe câu hỏi này. Nhiều bạn bè của mình xung quanh hoặc là những anh chị em họ hàng khi bà nhìn vào mình hỏi là mày làm công việc này hình như là việc nhẹ lương cao lắm mày phải. Thấy mày có làm gì đâu, mày làm manager hay là mày làm quản lý này đó. Thì chỉ tay 5 ngón hoặc là giao việc là xong. Khi mà mình làm việc chung với những bạn Gen Z, những bạn thậm chí là không chỉ riêng Gen Z, những bạn mới khi mà mới làm cái nghề này, nhiều bạn rất là hay nghĩ cái chuyện là đây sẽ là một công việc về nhẹ lương cao bởi vì chúng ta ngồi trong văn phòng, chúng ta nhận sản phẩm từ hãng, chúng ta chỉ cần ngồi trải nghiệm, xài sản phẩm đó thôi và cho chúng ta chỉ cần làm một cái video chia sẻ lại nó và đăng lên mạng là xong. Thì đúng, nếu nhìn theo một cái hình thức thì nó nhẹ thật, nhưng mà nó chỉ là nhẹ ở mặt tay chân thôi chứ nó rất là nặng ở mặt tinh thần. như là chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều làm sao để cho nó đổi mới hơn. Trong khi hiện tại mọi người đều thấy là công việc làm review á, nó rất là, nó gọi là một cái công việc đòi hỏi chất xám, mà cũng như nó là một công việc mà đang được rất nhiều bạn gọi là làm theo và làm công việc này. Hay nói một cách khác, nói chung kiểu mọc lên như nấm ấy. Cứ giờ người ta hay bảo là giờ là cứ 1 mét vuông 10 thằng reviewer, kiểu kiểu thế. Đó, thì reviewer bây giờ là một công việc mà nó rất là nhiều người làm. Tại vì thứ nhất là cách mà các mạng xã hội phát triển, những cái mạng xã hội điển hình nhất chúng ta thấy như là TikTok. TikTok nổi lên là reviewer tự nhiên là mọc lên rất nhiều. Đó, còn về cái vấn đề lương cao hay không á, thì nó không chỉ ở riêng công việc làm review mà nó còn ở cả những công việc khác nữa. Muốn lương cao thì bắt buộc là bạn phải tập trung vào cái việc mình đang làm, bạn phải cống hiến cho nó, bạn phải thể hiện được những cái thành tích với nó, như là bạn đạt được những cái thứ gì, thì tự khắc nó sẽ là một cái kết quả đến với mình. Đó, chẳng hạn như là chúng ta cống hiến với nó, chúng ta làm đủ thứ cho nó để cho sau này chúng ta có một cái vị trí cao hơn, chúng ta có một mức lương cao hơn. Thì đó, không chỉ riêng công việc làm review mà cả những công việc khác chúng ta cống hiến cho nó thì nó cũng sẽ đáp lại chúng ta bằng những kết quả tốt hơn. Nhưng mà không biết là một reviewer cần có những cái tố chất như thế nào, thì Gà có thể chia sẻ một chút về cái điều này? Làm reviewer nhé, thì nói về tố chất thì chắc chắn cái đầu tiên phải là nói rồi. Phải nói được, tất nhiên là phải nói được. Mà nói được ở đây nó không hẳn là một cái gì đó gọi là kiểu bẩm sinh ấy. Nó là cái mà mình có thể gọi là tự trau dồi qua từng ngày. Ngoài ra thì mình có thể học thêm những kỹ năng khác, như là kỹ năng kiểu như là cách mà mình dùng chữ, mình nối chữ, hay là mình dùng những cái chữ làm sao để cho nó cuốn hơn với người nghe. Giống như kiểu người ta hay bảo rapper ấy, rapper cuốn ở chỗ nào? Cuốn ở cái chỗ người ta chơi chữ, người ta nối chữ. Thì cách mà mình nói trước người khác nó cũng như vậy. Cái câu của mình đó, khi mà nói ra nó cũng phải có một cái tính liên kết với nhau. Ngoài ra có một cái nữa mà mình nghĩ là các bạn làm review nào cũng nên có. Các bạn nên tự học hỏi và tự trau dồi kiến thức về cái mảng mình đang làm. Ở đây là mình đang nói làm review chung luôn nhé, chứ không chỉ nói riêng về làm review công nghệ. Ngoài ra thì việc mà mọi người làm review công nghệ thì tất nhiên là mọi người phải có sản phẩm nữa. Thì cái này làm sao để có sản phẩm? Thì mọi người có thể làm những cách, chẳng hạn như là mọi người tự xây cho mình một kênh TikTok chẳng hạn, thì mình có thể dựa vào kênh TikTok đó để mình mượn sản phẩm từ các brand hoặc là từ các cửa hàng, hoặc đơn giản là mình có thể làm cho những cửa hàng đó, hoặc là làm cho những đơn vị hiện tại đang làm truyền thông và quảng cáo, chuyên làm về những cái công việc review như thế này. Chắc chắn là sẽ có sản phẩm để mình trải nghiệm, đúng không? Đúng, chắc chắn là sẽ có sản phẩm. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi mà có sản phẩm rồi á là bạn phải có đam mê. Cơ bản làm cái gì cũng vậy, bắt buộc là phải có đam mê với nó. Thì khi mình cầm sản phẩm lên á, mình mới có cảm hứng để dùng nó và trải nghiệm nó, và mình khai thác về sản phẩm đó nó đủ hay để mình chia sẻ với người khác. Đó. Nghe cái cách mà Gà chia sẻ thì chị thấy là kiểu reviewer nó giống như là sự pha trộn giữa một MC và một chuyên gia. Tức nghĩa là bạn có cả hai yếu tố là phải nói tốt nè, rồi phải có kiến thức nữa, và cách dẫn dắt. Dạo gần đây á, thì sẽ có một cái hiện tượng đó là review dơ. Thì không biết là Gà review nghĩ sao không biết là nó có bị ảnh hưởng đến cái công việc hiện tại của Gà hay không? Thật ra nói nó có ảnh hưởng hay không á, thì nó còn tùy nền tảng nữa. Chẳng hạn như là mình nói về nền tảng TikTok đi. TikTok là một cái nền tảng mà mình thấy nó rất là khó để kiểm soát được cái mặt nội dung. Bằng chứng là mình có thể thấy là TikTok nó có rất là nhiều những cái nội dung rác, những cái nội dung bẩn, thậm chí là có những cái nội dung làm review mà nó cũng không thực sự gọi là văn minh, như là họ ăn cắp video của người khác để họ đăng lại, với một cái kiểu làm review là họ chỉ tách hình ảnh của mình ra, họ chỉ lấy cái giọng review của mình ở dưới thôi, và họ gắn cái video mà họ quay review đó. Đó là những cái cách mà quay review bẩn ở trên TikTok. Và thậm chí là từ cái video đó họ còn share trên những cái nền tảng khác, như là YouTube Short hay là Facebook Reels, Instagram Reels, vân vân. Đó, thì đó là cái mà những cái vấn nạn mà mình thấy là những người làm review bây giờ đang bị mắc phải. Thậm chí là có những bạn họ chỉ đơn giản là làm như vậy là để bán hàng thôi. Họ không nghĩ là với những người như vậy đó, họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chẳng hạn như là mình bị cắt video ra thì sau đó người khác gửi cho mình. Thì người ta bảo là tự nhiên lại review sản phẩm này nhưng mà nó là hàng giả mà, thì nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của mình. Thì đó là về cái câu chuyện mà những người làm review bây giờ họ có những cái mánh khóe để làm ảnh hưởng tới người khác, chứ không chỉ đơn giản là làm cho họ không. Ngoài ra về những cái cách mà review bẩn hoặc là những cách review dơ này kia, như mình thấy ở trên TikTok, thì họ sẽ gọi là chê sản phẩm, chê một cái món ăn nào đó, một cái đối tượng cụ thể nào đó ở trên mạng, để họ có được cái sự viral, cố tình bóp méo cái sự thật đi. Họ cố tình bóp méo cái sự thật để họ có được cái sự viral ở trên những mạng xã hội như vậy, để họ có được cái lượt theo dõi cao hơn, follow cao hơn, để nâng giá trị của kênh lên. Nếu như mọi người không biết thì một kênh TikTok hay là một kênh YouTube hay là bất kỳ một cái trang mạng xã hội nào đó có sức ảnh hưởng, việc mà họ kiếm tiền nhiều hay không nó sẽ quyết định vào cái số follow, cái số followers của họ, hoặc là cái chỉ số của kênh nó có cao hay không. Nếu như họ làm đủ mọi cách, họ làm cả những cách bẩn, những cách dơ để họ tăng được cái chỉ số đó lên, thì sau này họ kiếm tiền nó cũng sẽ nhiều hơn. Mà không chỉ riêng TikTok mà ngay cả YouTube cũng có luôn, YouTube Short kiểu vậy. Thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại của Gà không? Nói là nó có ảnh hưởng thì có. Như lúc nãy mình có chia sẻ là nó ảnh hưởng tới uy tín của mình. Khi mà họ cắt video của mình ra như vậy, họ làm một cái video review của họ, họ gắn sản phẩm giả vào, thì nó cũng là một cái video review. Nhưng mà người xem bình thường họ không biết được. Họ không biết được, họ nghĩ đó là một cái video mà do mình review sản phẩm đó. Họ thấy mình, ok, mình đã từng coi video của anh này rồi, anh này review uy tín lắm, rồi sau đó mình bấm mua sản phẩm đó thôi, rồi sau đó tự nhiên nhận về là hàng giả, thì tự nhiên người ta mất lòng tin với mình không? Theo Gà thì người xem cần chọn lọc những cái nội dung như thế nào để chúng ta có những cái thông tin nó bổ ích và lành mạnh hơn? Chọn lọc thông tin để bổ ích và lành mạnh hơn thì cái này thật ra nó khá là đơn giản đấy. Tại vì mỗi nền tảng nó sẽ có một cái thuật toán dựa trên cái sở thích của mình. Chẳng hạn như TikTok này, mình hay xem cái gì là TikTok nó sẽ đề xuất cho mọi người cái đó. Chẳng hạn như là mở TikTok của mình lên thì nó có như là video review của những người khác nè, nó có những video về mèo nè, tại vì mình thích coi về mèo nè, nó cũng rất là hay hiện những cái video mèo, và nó cũng hay hiện những cái video meme nữa, những video meme mình hay coi á. Thì nói chung là những cái sở thích của mình coi trên TikTok thì nó sẽ đề xuất như vậy để cho mình có được những cái video nội dung tương tự như vậy. Và mình có một cái mẹo khá là hay để cho mọi người có thể áp dụng là nếu mọi người cảm thấy là video đó nó chiếu trên nền tảng của mọi người á, mọi người có thể bấm report nó, hoặc đơn giản là mọi người bấm không quan tâm nó. Thì cái việc làm đó nó không chỉ đơn giản là ngày 1, ngày 2, mọi người cứ làm nó mỗi ngày. Mọi người làm nó khi nào mà cảm thấy là cái nội dung của mình và cũng như AI của cái nền tảng nó học được cái sở thích của mình, là mình không thích cái này và mình thích cái kia, thì nó sẽ đề xuất những cái cho mình thích và nó sẽ bỏ bớt đi những cái mà mình không thích. Thật sự là hiện tại nha, TikTok của mình á, có những drama mà mình không biết luôn, cho đến khi mà mình đọc báo mình mới biết. Đó, thì có những cái video thường ngày mà mình xem như là meme này kia, hay là những chị xinh ở trên TikTok. Ý là Gà sẽ bỏ qua luôn cho nên nó không có mấy cái đấy thì có, xem, còn mấy cái mà drama đồ nó tiêu cực quá thì mình sẽ bỏ qua, hoặc là mình sẽ bấm không quan tâm. Và về lâu về dài thì TikTok nó cũng hiểu được cái vấn đề đó thì nó không có đề xuất cho mình nữa. Đó, thì cũng có một cái khá là hay để mọi người có thể áp dụng để chọn lọc được cái nội dung mà mình xem. Và tất nhiên để chọn lọc nội dung thì cái quan trọng nhất là mọi người cảm thấy thích kênh nào thì nhấn đăng ký kênh đó và follow kênh đó, thì tự khắc là những cái nội dung sau đó nó cũng sẽ đề xuất từ những cái kênh mà mình đăng ký. Có là một cái cách chọn lọc nội dung rất là hay để mọi người có thể tham khảo. Thì không biết là cái góc nhìn hiện tại của Gà Tổng đối với lại cuộc sống hay là đối với lại mọi thứ nó như thế nào ha? Thật ra thì nếu nói là mình già về cách nhìn đời thì cũng không có đâu. Tại vì cơ bản về một đứa 23 tuổi như mình thì nhìn đời nó cũng trẻ trâu lắm, đôi khi cũng hơi ngông và đôi khi cũng rất là quậy. Nhưng mà cái đó là chỉ là ngoài đời thôi hả? Tại vì hiện tại là mình thấy Gà trong công việc nó không có phải là như vậy, vì Gà rất là nghiêm túc luôn. Thì đúng là cái đó nó chỉ gọi là sau công việc của mình thôi. Còn với công việc với mình thì nó là một thế giới khác. Mình làm nó và mình tập trung nó thì mình sẽ nghiêm túc với nó. Tất nhiên cũng có những lúc mà mình cảm thấy là nó hơi lười, mình cảm thấy là mình muốn buông xuôi nó cho nó trôi đâu ý trôi, thì thật ra cái đó mình nghĩ là ai cũng sẽ có một cái thời điểm như vậy. Với công việc thì với cá nhân của mình thì công việc nó vẫn là công việc thôi. Thật ra thì mình cũng hay gặp bạn bè của mình để cà phê nói chuyện, và đôi khi những đứa bạn của mình cũng hay nói với mình là thật sự là tao cảm thấy ghen tị với mày, tại vì mày làm đúng những gì mà mình đang làm và theo đúng những gì mà mình đang theo. Kiểu đôi lúc gặp bạn bè nói chuyện nhau ấy, tụi nó cứ hay nói với mình như vậy thì cũng vui trong lòng mình, kiểu cũng cảm thấy tao được như thế là do tao cố gắng này kia đấy, kiểu vậy. Nói chung là cũng cảm thấy vui phần nào. Gà có thể chia sẻ một chút về cái dự định trong tương lai của mình? Nếu thật sự mình muốn làm một cái khác thì mình nghĩ là mình sẽ muốn đi học lại. Tại vì mình cảm thấy là mình bị mất khoảng thời gian học hành khá là nhiều. Mình mất những kỷ niệm với bạn bè hay là những cái kỷ niệm trường lớp. Thật sự là mình phải thừa nhận là một điều do mình bắt đầu công việc khá là sớm ấy. Mình tập trung làm những cái đam mê của mình chạy theo đam mê của mình, cho nên mình bị mất đi những cái kỷ niệm xung quanh mà những người ở thời điểm đó họ đang có mà mình lại không có. Thì thật sự là tới bây giờ mình nhìn lại và mình được những bạn nó chia sẻ ở trên Facebook thì mình cảm thấy là thời điểm đó mình không có những cái kỷ niệm đó, mình khá là tiếc. Năm học cấp 3 mình thiếu những cái kỷ niệm khá là nhiều, và sau đó là năm đại học cũng vậy. Tại vì đại học thì mình không có học hết đại học, cái nghỉ giữa chừng để chạy theo cái đam mê của mình. Vậy thì sẽ chúc cho Gà đạt được cái điều đó sớm, cũng như là làm được nhiều thứ hơn trong tương lai, và sẽ tiếp tục gửi đến cho mọi người những cái video review đánh giá sản phẩm thật là chất lượng. Những bạn trẻ như mình, thuộc thế hệ Z như mình đó, thì mọi người tốt nhất là vẫn cứ thích cái công việc của mình thì hãy làm cho nó một cách trọn vẹn. Cảm ơn Gà với những cái chia sẻ, và hy vọng là mọi người đã hiểu hơn những cái tâm tư, những cái suy nghĩ của một reviewer là như thế nào. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những cái số podcast tiếp theo ha. Bye bye. Bye bye mọi người.